nhanh nhất và dễ nhất để chữa đau lưng ngay tại nhà. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, đau lưng là một căn bệnh phổ biến mà hầu hết mọi người thường hay mắc phải. Bệnh đau lưng gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt, khiến mọi hoạt động của bạn bị hạn chế. Tình trạng đau lưng xuất hiện với hai cường độ là nặng và nhẹ. Nhẹ là những cơn đau âm ỉ, lâu ngày, và nặng là những cơn đau cấp tính dữ dội, có thể phải dùng đến phương pháp phẫu thuật mổ xẻ, như vậy sẽ rất tốn kém. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng, bởi vì với những cách chữa đau lưng mà An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ ngay sau đây, sẽ đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Hơn thế nữa, cách này còn rất an toàn và cũng không gây tốn kém nhiều. Chỉ cần người bệnh kiên trì áp dụng mỗi ngày, thì sau vài tuần, đảm bảo những cơn đau lưng sẽ biến mất dần dần. Để biết những thần dược chữa đau lưng vừa dễ mua dễ tìm nhưng lại tốt hơn cả trăm loại thuốc đắt tiền ấy là gì, xin mời quý vị theo dõi video. Thứ nhất, chữa đau lưng tại nhà bằng ngải cứu. Theo đông y, ngải cứu là cây thuốc có vị đắng, hơi cay, tính ấm nên có tác dụng ôn khí huyết điều kinh, an thai, chữa đau bụng cầm máu, chữa đau mỏi xương khớp, giúp máu lưu thông và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Thông thường trồng ngải cứu có thể bằng thân, cành hay ngọn bánh tè, và mùa hè người ta hay hái ngọn có hoa để dùng tươi hoặc đem phơi dưới ánh nắng nhẹ. Ở một số nơi còn dùng lá của ngải cứu đem phơi khô, tán bột để dùng làm thuốc chữa bệnh. Nhờ những đặc tính chữa bệnh rất hay, đặc biệt rất tốt cho xương khớp, việc kết hợp chung với một số thảo dược khác có khả năng chữa được các bệnh thoát vị địa đệm, gai cột sống, đặc biệt là chữa đau lưng bằng ngải cứu rất hiệu quả. Cách làm như sau. Cách thứ nhất, chườm ngải cứu với giấm ăn, chữa đau lưng. Chuẩn bị 250g ngải cứu rửa sạch, đem thái nhỏ, trộn đều với 150g giấm gạo rồi xào nóng. Lót lá chuối hoặc ni lông lên giường, trải dài ngải cứu lên, nằm ngửa trên mặt ngải cứu khoảng chừng 30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, hoặc có thể xào nóng ngải cứu với giấm, xong nằm úp, đắp trực tiếp ngải cứu và giấm lên vùng lưng. Canh nhiệt độ vừa phải, để khoảng 30 phút trong quá trình nằm thư giãn rồi rửa lại bằng nước ấm. Ngoài ra cũng có thể áp dụng chữa đau lưng bằng ngải cứu theo cách xào nóng nhẹ ngải cứu và giấm ăn rồi cho vào miếng vải, đắp lên chỗ đau. Rồi dùng tay hoặc túi chườm nóng bằng điện hoặc bàn ủi đã được làm nóng, đặt lên bọc ngải cứu, đẩy đi đẩy lại nhiều lần. Cách thứ hai, ngải cứu trị đau lưng do gai cột sống. Chuẩn bị 250g ngải cứu tươi, đem rửa sạch, rồi giã nát ngải cứu. Sau đó đun khoảng 150g giấm gạo lên cho nóng, rồi trộn đều hai nguyên liệu trên. Dùng mảnh vải sạch, mềm, gói lại đem xoa dọc theo xương sống chừng 15-20 phút. Trong quá trình xoa, nếu thấy nguội thì hãy hâm nóng nguyên liệu lên thường xuyên, tốt nhất nên thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cách này giúp chống trị được bệnh gai cột sống, có kèm theo những triệu chứng đau lưng, khó chịu, có tác dụng làm giảm đau nhanh chóng cho người bệnh. Cách thứ ba, bài thuốc chữa đau lưng bằng ngải cứu cho bà bầu. Khi mang thai, trọng lượng cơ thể sẽ tăng lên. Điều này làm cho xương sống chịu nhiều sức ép nên khiến cho các bà mẹ thường bị đau lưng rất khó chịu. Để hết tình trạng này, chỉ cần thực hiện theo cách sau. Ngải cứu sau khi đã rửa sạch, để ráo nước cho khô rồi trộn cùng với muối hạt. Sau đó đem rang nóng hoặc có thể nướng lên cũng được. Rồi dùng lớp khăn mỏng, sạch, bọc lại đem chườm vào vùng lưng bị đau mỗi tối trước khi đi ngủ. Lưu ý các bà mẹ chỉ thực hiện cách này trong tư thế ngồi hoặc nằm hơi nghiêng người và không sử dụng tư thế nằm úp, tuyệt đối tránh tổn hại đến thai nhi quý vị nhé. Thứ hai, trị liệu bằng phương pháp chườm nóng và lạnh. Nếu bạn đang có một số chấn thương tại vùng lưng, bạn có thể điều trị bằng phương pháp nóng và lạnh. Đầu tiên, bạn hãy dùng đá gói vào một chiếc khăn mềm hoặc có thể dùng túi chườm lạnh, sau đó chườm lên vùng bị thương. Nhiệt độ thấp sẽ tạo ra sự tê liệt trong khu vực đó và giảm nhẹ ngay lập tức cơn đau. Sau đó dùng túi chườm nóng hoặc chiếc khăn ấm chườm lại lên vết thương. Việc này sẽ giúp tăng lưu lượng máu và làm giảm cơn co thắt đau đớn. Thứ ba, rượu gừng. Bạn đã biết, gừng là một loại gia vị phổ biến từ xưa đến nay. Nó có mặt trong gian bếp của hầu hết mọi gia đình người Việt với công dụng chính là dùng để chế biến món ăn. Một công dụng khác của gừng còn được dùng để làm nguyên liệu cho bài thuốc chữa các bệnh liên quan đến xương khớp, đặc biệt trong đó có bệnh đau lưng. Cách thực hiện như sau, đem gừng rửa sạch, rồi thái lát mỏng, sau đó đem ngâm với rượu trong khoảng một tuần. Trong trường hợp khi bạn bị đau, sẽ lấy gừng để xoa vào những vùng lưng bị đau, những cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất. Thứ tư, sử dụng cây đinh lăng. Cây đinh lăng là một trong những vị thuốc trị bệnh xương khớp nổi tiếng. Riêng với rễ cây đinh lăng, bộ phận này được ví như nhân sâm của người nghèo nhờ những thành phần và dưỡng chất đặc biệt mà nó sở hữu. Các nhà nghiên cứu đã phân tích và phát hiện rằng bột rễ cây đinh lăng có chứa nhiều nguyên tố vi lượng, vitamin nhóm B, hơn 20 loại axit amin. Theo đông y, rễ đinh lăng có tính mát, vị ngọt, giúp lưu thông khí huyết, giải độc và chữa đau lưng nhanh nhất,
hiệu quả nhất. Có điều, người bệnh phải lựa chọn đúng cây đinh lăng lá nhỏ để sử dụng. Cách thực hiện như sau. Cách thứ nhất, dùng 10g rễ đinh lăng đã phơi khô, sau đó đem sắc với khoảng 1 lít nước, chia bài thuốc làm 3 phần và uống trong ngày. Cách 2, dùng 0,5kg rễ cây đinh lăng tươi, rửa sạch, để ráo nước rồi ngâm với 5 lít rượu trong khoảng 1 tháng, mỗi ngày uống trước bữa ăn trưa khoảng 30 phút, mỗi lần 1 chén hạt mít rượu đinh lăng. Thứ 5, các bài tập giúp chữa đau lưng hiệu quả. Bắt đầu với tư thế nằm ngửa, đầu và chân nhấc lên cao, hai tay đặt sau gáy, vặn thân người qua trái, đồng thời chân trái co lên, tạo thành góc vuông, cùi chỏ chạm vào đầu gối, sau đó vặn người qua phải và làm tương tự với chân phải co lên, lặp lại động tác 10 lần liên tục. Động tác thứ hai, nằm ngửa, hai tay giữ đầu và hai chân co lên, gập tự nhiên, thở ra căng cơ bụng và nâng đầu lên khỏi mặt đất. Lưu ý không dùng lực tay mà chỉ dùng lực ở bụng để nâng người lên, hít vào và hạ đầu xuống. Lặp lại động tác này liên tục trong 10 lần. Nằm ngửa trên sàn, hai tay duỗi hai bên hông, hai chân giơ cao lên một góc độ 45 độ. Thực hiện động tác gập gối giống như đạp xe trên không liên tục khoảng 10 lần. Lưu ý lưng và đầu không nhấc khỏi mặt đất và động tác thực hiện chậm nhất có thể để có hiệu quả tốt nhất. Thứ 8. Chữa đau lưng bằng tỏi. Tỏi không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn là một vị thuốc tự nhiên có tác dụng chữa trị nhiều loại bệnh, trong đó có thể kể đến đau lưng. Bạn hãy nghiền nát 10 củ tỏi tươi, tiếp đó đặt lên khoảng 5 thìa dầu mù tạt vào và đun nhỏ lửa cho đến khi tỏi chuyển sang màu nâu. Lấy dầu này mát xa vùng lưng bị đau, sau vài giờ và tắm lại bằng nước ấm. Áp dụng cách này một lần một ngày, bạn sẽ giảm đau lưng nhanh chóng và hiệu quả. Thưa quý vị, trong sinh hoạt hàng ngày và cuộc sống hàng ngày, có nhiều thói quen xấu góp phần gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Một trong những bộ phận trên cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đây chính là vùng xương lưng, do khu vực này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động cũng như hỗ trợ chịu lực cho cơ thể. Dưới đây là 12 thói quen xấu gây ra tình trạng đau lưng mà bạn nên tuyệt đối tránh xa. Thói quen thứ nhất, ngồi xem TV nhiều. Các nghiên cứu cho thấy những người ngồi xem TV hoặc ngồi trước máy tính khoảng 15 tiếng mỗi tuần để cải thiện tình trạng đau lưng gấp 3 lần những người bình thường. Bạn nên hạn chế thời gian xem TV hoặc ngồi trước máy tính mỗi ngày và thay thế bằng các biện pháp cải thiện sức khỏe như động tác kéo giãn các cơ và các biện pháp cải thiện sức mạnh của cơ bắp. Thứ hai, thói quen mang giày cao gót thường xuyên. Mang giày cao gót là thói quen khá phổ biến ở các bạn gái. Khi mang giày cao gót, bạn phải cong lưng khi di chuyển. Chính vì vậy, bạn không nên mang giày cao gót thường xuyên trong một thời gian dài. Nếu không cần thiết mang giày cao gót, bạn có thể chọn các loại giày bệt, giày thể thao giúp thoải mái hơn trong vận động và di chuyển. Thứ ba, thói quen đeo túi nặng một bên. Một số người có thói quen đeo túi nặng một bên, nhất là các loại túi xách có khả năng kéo lệch cột sống sang một bên, cũng như khiến cho các nhóm cơ hoạt động không đồng đều với nhau. Sau đó, tình trạng tổn thương cột sống và dây chằng rất dễ xảy ra nếu thường xuyên đeo túi nặng. Bạn có thể chọn loại túi đeo hai bên vai để cân bằng hoặc khi đeo túi một bên thì tránh mang đồ nặng. Thứ tư, không tập thể dục. Theo nhiều nghiên cứu, việc không thực hiện bất kỳ bài tập thể dục nào, đặc biệt là tập thể dục tăng cường vùng bụng, có thể dẫn đến tình trạng tư thế xấu, từ đó làm tăng chứng đau lưng dưới. Do đó, bạn nên chọn cho mình một môn thể dục thể thao yêu thích để tập luyện hàng ngày, hoặc bạn có thể tập các bài tập thể dục giúp phòng ngừa đau lưng, bao gồm Pilates và các hoạt động căng cơ lưng để giúp căng mức ổn định cơ lưng. Theo một bài đánh giá vào năm 2015, phương pháp Pilates có thể giúp làm giảm đau cơ lưng. Thứ năm, nhấc đồ vật không đúng cách. Thông thường, các chấn thương lưng xảy ra khi chúng ta cố gắng nâng, nhấc đồ vật nặng không đúng cách. Đây là một trong những thói quen xấu gây ra tình trạng đau lưng mà đa số người bệnh thường gặp. Do đó, khi nâng, nhấc vật nặng, bạn nên khuỵu đầu gối và dùng sức mạnh của chân giữ vật nặng ở gần cơ thể, cúi đầu xuống để nhìn và lưu ý là giữ thẳng để nhấc vật lên. Khi nâng, bạn cũng tránh vặn người và tránh nâng các vật nặng quá sức của mình để không gây tổn thương cho cột sống. Thứ 6. Hút thuốc lá thường xuyên. Nicotine trong thuốc lá sẽ hạn chế lưu lượng máu vào đĩa đệm giữa các đốt sống và làm tăng mức độ thoái hóa. Việc mất lớp đệm này có thể gây ra tình trạng đau lưng. Bên cạnh đó, hút thuốc lá còn làm giảm khả năng hấp thụ canxi và ngăn xương mới phát triển. Tất cả các yếu tố trên có thể gây ra chứng đau lưng. Ngoài ra, ho do hút thuốc quá nhiều cũng làm đau lưng. Sau đó, tốt nhất là bạn nên từ bỏ thói quen hút thuốc là để ngăn ngừa đau lưng và nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác gây ra bởi thuốc lá. Thứ 7. Không chịu vận động khi bị đau lưng. Chúng ta vẫn hay nghĩ rằng đau lưng thì nên nằm nghỉ trên giường và hạn chế tối đa vận động để không làm lưng bị đau thêm. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Khi vận động,
lưu lượng máu đến vùng bị ảnh hưởng sẽ tăng, từ đó giúp làm giảm viêm và căng cơ. Theo các nghiên cứu, những người bị đau lưng dưới vẫn hoạt động bình thường hàng ngày và có các bài tập thể dục phù hợp sẽ làm giảm đau và có cột sống linh hoạt hơn. Việc nằm nghỉ quá nhiều mà không vận động có thể làm cơn đau nghiêm trọng hơn và gây ra các biến chứng bao gồm trầm cảm, đông máu ở chân và yếu cơ. Thứ 8. Tư thế không đúng. Tư thế không đúng, xấu, có thể làm căng cơ thêm và tạo áp lực lên cột sống. Lâu dần, những áp lực này có thể thay đổi hoàn toàn đặc tính giải phẫu của cột sống, gây đau lưng và nhiều vấn đề khác về cột sống. Để tránh chấn thương lưng, bạn có thể cố gắng đứng hơi khuỵu gối và bước một chân về phía trước để làm giảm áp lực lên vùng lưng dưới cũng như căng cơ lưng. Khi ngồi, bạn nên để hông cao hơn đầu gối một chút. Thứ 9. Không bổ sung đủ canxi và vitamin D cho cơ thể. Canxi và vitamin D là những dưỡng chất vô cùng quan trọng giúp xương chắc khỏe. Sau đó nếu thiếu những chất này, bạn sẽ rất dễ bị đau lưng. Bạn có thể bổ sung canxi, vitamin D trong các loại thực phẩm ăn uống hàng ngày. Hoặc hãy tắm nắng vào buổi sáng và thảo luận với các bác sĩ, chuyên gia để tìm ra cách bổ sung canxi và vitamin D hiệu quả nhất. Thứ 10. Đệm trải giường quá cũ. Hiệp hội chăm sóc giấc ngủ của Hoa Kỳ, tuổi thọ của mỗi chiếc đệm trải giường là từ 9 đến 10 năm. Tuy nhiên, bạn nên thay đệm trải giường sau 5 đến 7 năm nếu thấy mình ngủ không ngon giấc. Nghiên cứu tại Đại học Oklahoma cho thấy những người thay đệm trải giường sau 5 năm ngủ ngon hơn và ít bị đau lưng hơn. Do đó, không nên chọn loại đệm quá mềm hoặc quá cứng. Đệm quá cứng làm tăng áp lực lên xương sống và làm tăng cảm giác đau. Bạn có thể để gối dưới đầu gối khi nằm ngửa, hoặc kẹp gối giữa hai đầu gối khi nằm nghiêng, hoặc kê gối dưới bụng và hông khi nằm sấp. Thứ 11. Căng thẳng quá độ. Khi bạn căng thẳng, các cơ trên khắp cơ thể, nhất là những cơ ở cổ và lưng sẽ bị co lại. Những cơ này cần có thời gian để được thả lỏng. Bởi vậy, nếu bạn căng thẳng suốt cả ngày, khiến chúng luôn bị căng thẳng, những cơn đau là không tránh khỏi. Cho nên khi đã xác định được nguyên nhân đau lưng là do căng thẳng, bạn có thể tìm cách thư giãn như tập luyện, đi chơi với bạn bè, đọc sách hoặc nghe nhạc. Viện nghiên cứu Áo tiến hành trên 65 người bị thoát vị đĩa đệm cho thấy sự kết hợp giữa âm nhạc và nghỉ ngơi giúp giảm rõ rệt cảm giác đau ở vùng thắt lưng. Thứ 12. Thói quen ngồi cả ngày. Thói quen này đặc biệt thường gặp ở những người làm công việc văn phòng, các công việc thủ công, tài xế, phi công. Ngoài ra có nhiều người còn có thói quen ngồi thường xuyên khi rảnh rỗi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết thói quen này sẽ vô tình khiến cột sống của bạn luôn nằm trong tình trạng phải nâng đỡ cơ thể liên tục. Các đĩa đệm cột sống cũng bị chèn ép nhiều hơn. Sau đó còn có thể gây thoát vị đĩa đệm, người thường xuyên ngồi một chỗ. Có đến 50% nguy cơ đau lưng gia tăng so với người vận động cơ bắp mỗi 30 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, trên đây là 12 thói quen có ảnh hưởng nhất định đến tình trạng đau lưng của bạn. Những thói quen này cũng rất thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy bảo vệ sức khỏe xương khớp của bạn bằng cách tránh xa các thói quen này quý vị nhé. Chúc quý vị luôn giữ được một sức khỏe dẻo dai. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.